位置咧喺呢个九龙湾嘅彩福村，留意到咧佢有街市啊，去望一望先。This is Kowloon Bay, Choi Phuc Estate, and I noticed they have a wet market here. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất. Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp vào. Ở bên kia là Bình Sơn không? Không biết nữa. Chải Phúc Thôn Giá Sĩ. Vào xem nào. Đây bên này có một số thức ăn. Hai xong phan. Có một sỉ đô tử. Hàm lục trứng 19 đồng trứng. Ngầu chạp phẩm biển. That is a noodle shop. Có mài gửi kìa. Mài chú kìa, mài ẩu kìa, mài chòi kìa đều có. Mài đông dục. Yaman lương gân chuẩn bị. Choi sâm lê, so batman gân mô, sub lục mân lương gân. Oh, đi bì mùi hai gây, bây giờ tinh chân. Hoa là phan hơi lắm. Cũng cơ bản là đã hoàn xong rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi. So actually I have already covered everything here. It is quite small here. Okay, leaving now. Có cái mài 鱼蛋, thấy không? Cải lãn biểu, 14 đồng 2 cân.
咁相對嚟講咧，呢度啲嘢都平啲嘅喎，真係好似未見過咁平啊！喺我咁耐以嚟行過咁多個街市，呢、這個 so far 應該係最平啊！Okay, so this is the end of this video. The prices here is slightly cheaper than what I've expected. I guess it is so far the cheapest this cheapest wet market I've ever seen. They are for Choiseul they're selling like $16 for 2 gun. Gun, I don't know what is the English translation of that. Which is sort of 0.6 kg. 好啦，咁啊，財福街街市，財福村街市，咁我哋下段片再見啦，拜拜。So I will see you in the next video. Thanks for watching. Bye bye.哇！呢、這個彩福街街市咧，啲嘢真係平啲嘅。我買咗呢一度成袋菜，三個糖生菜，一個西蘭花，仲有啲芥蘭，咁大袋喎，咁大袋喎，$20，抵唔抵啊？哇！呢、這個彩福村街市咧，真係呢個彩福村街市真係啲嘢抵啲嘅。咁啊～如果路過嘅話咧，真係可以去依個街市度買埋餸啦，非常推薦啊！拜拜。